Còn nước trước đi. Alo. Em bắt hay là chân dây? Em chọn cho em đi, chọn anh chọn. Chân chai, chân dây. Chân dây. Em bắt chân trái. Hết à? Lấy con ly trà đến sông, đá. Đi anh lại chọn cho lại. Cả nước nước đã. À, cái con đi sữa đậu lành ấy. Sữa này. Thôi đây, đây con chanh dây đi. Nhậu nhậu ăn làm gì? Ngày đi ăn nào à? Là ăn phở. Đi hơi mệt nhưng mà có điều vui nha. Để cái nãy chú chọn món nào đó. Cứ từ từ chọn gì đó. Chú có lấy làm cho nước trước đi. Dạ, để cái gì cái này để từ từ chọn. Thật sự là mèo thì đang cũng cua lắm, không biết cho đâu có rẻ. Cua chỉ mua về cái đợt mua trên Long Hải nó mới rẻ thôi, còn dưới đây đắt. Vũng Tàu nó đông đắt. Long Hải rẻ. Thế nên mình chạy lên Long Hải là xa không ta? Xa. Có xa lắm đâu, chừng khoảng cỡ 40-50 cây thôi. Bao nhiêu? Tiếng rưỡi, tiếng. Mỗi đi ở đây là như vậy. Mua để trước mua về ăn một đống rồi giờ ăn thêm cái gì nữa à? Em muốn đặt mã nó, thôi mà nó nhiều. Đợt này sao đắt thế, 34 đó. Cơm đi ăn cơm gọi cơm à. Để đợi thì gọi trước món cho mèo mèo học sao. Phở cho đôi đi. Phở đâu. Biết sao mà chọn như quán nữa. Không. Như quán thì có người ăn nó thoải mái. Đây cũng có phở hải sản nhỉ. Thank you.
cầm giúp em nha. Đây mà đấy ăn phở bò hay phở gà gì này? Đó nó cũng một loại sản. Phở gà. Ơ, phở bò đi. Bò. Hay là ăn một đĩa mì xào hải sản đi. Đó. À. Không ăn nữa. Ăn mì xào hải sản không? Con mèo ăn thì lợn chắc để cho ăn món khác.